Tại Vĩnh Long, sáng nay, học sinh tiểu học của tỉnh tự trường năm học mới 2022-2023. Năm học này, toàn tỉnh có hơn 80.000 học sinh tiểu học. Trong ngày đầu tự trường, các em được nghe sinh hoạt nội quy trường học, lớp học, giờ giấc học tập và tìm hiểu làm quen trường lớp, được hướng dẫn phương pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chuẩn bị dụng cụ, đồ dùng học tập. Để đón học sinh tự trường, trước đó thì các trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp và bố trí phân công giáo viên sẵn sàng cho năm học mới.